Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình. Chúc các bạn có những giây phút xem video thật thoải mái. Tụi mình đang trên đường đến khách sạn Fusion Suite ở Vũng Tàu. Địa chỉ là số 2 đường Trương Công Định, phường 1, Vũng Tàu. Khách sạn có vị trí rất là đắc địa ngay trung tâm thành phố với ba mặt tiền là Trương Công Định, Phan Bội Châu và Nguyễn Công Trứ. Cách công viên và bãi trước thì khoảng 130 m, cách bến tàu Cánh Ngầm khoảng 500 m, cách tượng Chúa Kitô khoảng 3 cây, cách chợ hải sản thì khoảng 2,5 cây. Khách sạn có 20 tầng, bao gồm là 71 phòng khách sạn, 100 căn hộ nghỉ dưỡng cùng các khu vực tiện ích như là spa, nhà hàng, cà phê, hồ bơi. Xin đu. Xin đu. Mình ở phòng 705. Mình ở phòng 705. Giờ lúc mình vô đây thì ở đây nó có một cái tính lớn để đây ha. Thí dụ mình muốn khi mà ra ngoài mà muốn kiểm tra là trang phục của mình thì mình sẽ soi kính ở đây. Đây đi vô là cái quầy đây, em muốn là cái gì đây, không có gì hết. Ủa vậy? Đồ lên cũng không nói gì luôn. Cái này là cái mini bar, trong đây có Tiger Ken và hai lon Coca. Cái hũ này em chắc pha cà phê, pha trà, chắc pha trà quá, khả năng pha trà cao lắm á. Đây có hai cái khui này để đặc biệt cái chỗ mình đi á, nó là chai nhựa ha, còn cái chỗ này là chai đây bằng thủy tinh, nó có cái đồ khui đây nè. Cái đây là nước lọc nha mọi người, chứ không phải là rượu, chứ không phải rượu trắng. Nước khoáng thiên nhiên nè. Đó. Đây là hai túi cà phê G7. Đây là hai túi đây là trà. Đây là đường ăn kiêng. Đường luôn. Còn đây là mì tôm hay bột mì tôm. Thì nếu mà các bạn uống mini bar thì các bạn sẽ phải trả phí đây. Đây là giá của mini bar đây. Còn ví dụ các bạn không muốn đi ra ngoài ăn ha, thì các bạn có thể đặt món ở đây. Và thời gian đặt là từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối. Hũ gì ta? Cái hũ này là dành để trang trí anh, không trong đây không có gì hết, không có gì cả. Cái này, cái tủ này. Cái này là két sắt. Ở đây két sắt đó nè. Két sắt. Và ở đây thì nó không có cái tủ đựng đồ nha các bạn. Nó chỉ có đồ treo mà thôi. Cái này hay bộ đồ mặc. Ôi ạ. Và đây là hai đôi dép đi trong nhà. Bảng dép dùng trong phòng. Cái này nếu mà bị mất á thì các bạn sẽ bị đền giá, là giống như là thảm chân nếu mà bị hư hao gì đó. Thì các bạn sẽ trả phí là 350 ngàn. Đây cũng vậy. Đây là dịch vụ giặt ủi. Nếu mà người nào có nhu cầu giặt ủi thì nó có bảng giá ở đây. Bên đây, bên đây là cái là công tắc đèn ở đây. Đây là cái bàn ha. Bàn nhìn dễ thương quanh. Ở đây cái tông màu chủ đạo của nó là màu xanh dương và màu trắng. Nhìn nó cũng dễ thương, là nó cảm giác rất là dịu á.
phòng ngủ ha, đây là giường ngủ. Đây là ôi à, ôi thùng rác, cây đèn. Em mà coi nó, đây là cái gì anh? Ô đây là cái loa, đây là cái loa, loa Bluetooth. À tivi, tivi nó thiết kế ở đây luôn. Và remote thì để ở đây. Ô cái đèn này lớn quá ha. Đèn này thì có nút mở đây nè. Đó. Đây có mấy bức tranh nhìn nó cũng dễ thương ha. Bức tranh về làng chài á. Nếu mà các bạn muốn đọc sách á mà không có làm ảnh hưởng tới người khác á thì các bạn bật công tắc này, đây là đèn đọc sách đây. Đó. Còn bên đây là gì? À, đây là công tắc ở toilet. Đó. À, đây là cái công tắc gầm nha anh. Có cái gầm nè. Đó, em tắt nè. Cái gầm đây nè. Ồ. Ở trong cái toilet này cũng rộng quá ha. Rộng quá trời rộng luôn. Đây là tấm vệ sinh. Đây là ba chai sữa tắm. À ba chai, đây là shower gel và sữa tắm, conditioner và dầu xả. Và đây là shampoo, là dầu gội đầu. À dặn xuống vậy thì tắm ở đây, còn nếu mà cái dặn ngược lên thì tắm cái này tắt nè, còn dặn thì tắm ở trên này. Còn bên đây thì chỉnh nhiệt độ, đây thì chỉnh là lạnh và nóng, nó chỉnh bên đây. Nếu các bạn không muốn tắm vệ sinh thì các bạn sẽ tắm ở bồn ở đây. Và cái đây là cái gì ta, cái này là bông tắm. Đẹp ơi, bông tắm. Bông tắm nữa anh, bảo bông tắm kỳ cọ cho sạch sẽ. Bồn tắm dễ thương quá anh hả? Rộng rãi nha. Khi mà gạt lên vậy nè thì cái này nó sẽ chạy. Còn nếu mà các bạn muốn tắm này á thì các bạn phải rút cái này ra. Đó. Hiểu. Nhưng mà nút qua đây nó hơi cứng nha. Nút này hơi cứng. Các bạn phải kéo mạnh tay ra không nó cứng lắm. Qua đây đi. Ở trong toilet nó có hai cái này dễ thương quá ha. Cái này xanh. Ở đây thì nó có body lotion, sữa dưỡng thể. Ai da. Còn cái chai này chai rửa tay á. Còn cái kính này là cái kính gì anh biết không? Kính đưa mình chiếu gần để cho những người mà trang điểm á. Còn đây là cái gì ta? Mấy cái túi mà đựng em đi hai chỗ đó, cái chỗ trước mình cũng thấy có một cái túi này và chỗ này mình cũng thấy túi này mà không biết lý do không biết đựng cái gì, túi nhỏ xíu gì à. Ở đây lịch sự lắm nha, nó giống như cái biệt thư anh, nó dán lại vậy nè. Em mở đây là cái gì? À bông tẩy trang, bông tẩy trang với lại tăm bông. Còn đây là gì? Đây là cái trùm tóc á, trùm tóc tắm cho khỏi bị ướt tóc. Đây. Đây là gì ta? Chắc có lược quá. Đúng rồi, cái lược. Đây là cái lược. Và đây là bài chải răng. Em đoán là thế. Đúng rồi, bài chải răng. Rồi. Cái răng với kem đánh răng. Còn khăn tắm thì để đây. Còn bên đây là máy sấy tóc. Máy sấy tóc thì nó để đây. Thực ra ở đây cái toilet nó rộng anh ha. Nó rộng. Bên đây là bồn vệ sinh, khăn ở đây. Và một cái chỗ mà mình rất là thích đó là không gian ngoài này nha.
ánh để cho nó sáng luôn ha. Sáng chưa, sáng chưa? Ồ, đặt đường này đi, đường này cho nó rộng rãi đi. Wow. Đảo anh, ở xa kia biển à. Nhìn sang xa kia thấy gì ta? Tượng Chúa Giang Tây nè. Buổi sáng mà đứng đây ngắm cũng đẹp lắm ha. Đó, xa xa kìa anh. Xa xa kìa kìa. Ủa? Hồ Mây chứ. Hồ Mây. Xa xa kìa là Hồ Mây. Nhìn đẹp quá anh ha. Buổi chiều này đang nhìn lắm hồn hôn đẹp lắm á. Chứ kia là chắc là biển, công viên ha anh. Công viên biển ở dưới á. Tới các bạn có thể ra đây ngồi chiêu, ngồi nhìn đường, nhìn xá thì nó cảm giác rất là thích ha. Và đây là cái tổng quan cái phòng mà mình phòng ở đây, phòng lầu lầu 7, 7 lý 5. Thấy rộng, nói chung là đối với em như vậy là em thích những cái căn phòng như thế này á, nó làm cho mình cảm giác rất là ấm cúng. À quên, cái quạt trần nữa, quạt trần mở sao nhờ. À, quay đồng ở đây. Đó. Có nhiều bạn hỏi mình đó là sao mỗi lần mà đi ở khách sạn hay đi sổ mình đưa phòng, mình đưa gõ cửa, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình. Thì đây thì mình giải thích luôn là nói chung với cái đó là vấn đề tâm linh á. Thì giống như các bạn tới một nhà người đó chơi đúng không, thì đầu tiên thì các bạn phải gõ cửa trước để báo là bạn có mặt ở đây và để người ta mở cửa. Thì cái đây thì cũng giống vậy á. Thì thường là mình vô phòng á, là các bạn thấy mình đưa gõ cửa 3 cái á, là để mình báo hiệu là mình tới phòng này. Rồi sau đó là cái điều thứ hai mình làm nữa, đó là mình phải vào đây để xin phép trước. Xin phép là tụi mình xuống đây chỉ có lưu trú ví dụ như 1 ngày 2 ngày gì đó, chứ mình không có ý là phá phách. Thì thật ra cái vấn đề đây á, đó là vấn đề tâm linh thôi à. Nói chung các bạn tin thì cũng được, mà không tin thì không sao cả. Thì lúc trước á, mình mỗi lần mà mình vào phòng mình không gõ cửa và mình không xin phép á, thì thật ra mình rất là giống như khó ngủ á, rất là khó ngủ. Sau đó là mình mới biết là mình muốn vào phòng mà để cho nó thoải mái thì mình phải gõ cửa và sau đó là mình xin phép. Giống như là một cái điều nó rất là lịch sự, giống như là mình vô nhà người khác thì mình phải gõ cửa và xin phép. Thì khi mà họ cho mình vào rồi á, thì mình mới thì nó lịch sự hơn. Thì khi mà cái đó là thực tế ha. Còn ở đây thì cũng vậy á, thì mình áp dụng cái điều đó vào. Nên mỗi lần mình đi vào phòng á, thì trước khi các bạn thấy lúc nào mình cũng gõ cửa trước, rồi sau đó chính mình là người xin phép. Thì nói chung vấn đề này tâm linh thôi, tin hay không thì tùy các bạn, chứ không có sao hết. Trước khi mà ăn tối thì tụi mình lên sân thượng để tham quan cảnh hồ bơi nè, tham quan cảnh xung quanh của khách sạn, ngắm cảnh thành phố Vũng Tàu về đêm. Ngoài hồ bơi vô cực ở trên sân thượng thì từ tầng thứ 10 đến tầng thứ 18 thì mỗi tầng lại có một cái hồ bơi nữa. Tụi mình thì quyết định là ăn tối tại khách sạn luôn chứ không có ra ngoài ăn. Thì thực đơn hôm nay nó rất là phong phú, giá cả thì vừa phải thôi chứ không có mắc lắm đâu. Con nến nè, hoa khô.
Happy Valentine. Đây là món súp cua măng tây. Súp này nấu hơi nhạt, nhưng mà em nghĩ súp nó phải là như vậy mới được. Nó hơi nhạt so với em. Cũng ngon lắm anh. Ngon. Món tiếp theo là món chả giò vậy anh. Chả giò cajun, sốt cajun. Oh yeah. Như súp mayonnaise nhỉ. Súp này như súp mayonnaise đó. Ăn hơi ngán. Tại chả giò bản chất của nó là nó dầu mỡ nhiều quá, nên nãy anh kêu là sắp xếp rồi. Nó hơi ngán. Món tiếp theo là món salad trộn chắc trộn dầu giấm mà có sốt mayonnaise nữa, thì trong bữa ăn á thì các bạn nên ăn kèm với lại salad hoặc rau nào cũng được, vì sao có trong bữa ăn mình phải có rau. Cái mùi giống như có thịt hơn, thịt xông khói anh. Có lát cá nè, có trứng, có bánh mì chiên. Em nghe mùi giống như thịt sò, có thịt xông khói nữa. Mình kêu salad trộn gà nướng mà. Ức gà nướng. Ngon lắm anh. Cái món salad nó ngon lắm. Món thứ tư là món hàu Long Sơn. Đây là nướng phô mai, đây là nướng mỡ hành. Mà ở đây nó có một cái là nó không có nước mắm để ăn kèm với loại hải sản á, thì nó chỉ có hú tiêu chanh thôi à. Nướng phô mai nhìn nó béo ngậy nha. Oh man. Oh yeah. Nhìn hơi ớn thôi anh. Nhìn hơi ớn á. Yêu. Mà muối vô nó mặn quá. Bỏ hơi nhiều nó mặn. Hồi này còn hơi sống nha. Hơi sống á. Ui dạ.
Hào nướng gỏ hành. Bảo xíu muối vào này. Chắc anh ăn bảo xíu muối nha. Bảo nhiều mặn lắm. Để em bỏ miếng muối rồi mặn quá. Nếu ai có ăn thì nướng gỏ hành á, nó đỡ ớt hơn là nướng phô mai nó ớt lắm. Hào nó sống nha anh à, hơi tái tái rồi. Hào nướng gỏ hành ngon hơn là hào nướng phô mai được ăn, hào nướng phô mai ngán lắm, ăn ngán lắm. Trước khi ăn sáng thì tụi mình lại dạo một vòng ở sân thượng để ngắm cảnh. Thì ban đêm có vẻ đẹp của ban đêm và ban ngày cũng có vẻ đẹp của nó. Và thường thì lúc nào cũng vậy đó, tụi mình sẽ ngắm luôn cảnh cả hai luôn. Hồ bơi đây nó không có rộng ha, thấy nó nhỏ luôn á. Còn ghế đây không? Còn ghế đây không? Đâu đây, không đây được đâu. Hồ bơi đây nè, nó phải làm rộng luôn, nó 360 ha. Hồ bơi này nhỏ xíu à. Tụi mình lại tiếp tục di chuyển xuống tầng trệt để tham quan quán cà phê Ross của khách sạn. Thì ở đây mình thấy họ bán thức ăn nhanh nè, bán kem, thấy cũng có bán trà sữa, bán bánh ngọt. Thì ngồi ở đây và vừa nhâm nhi ly trà sữa béo béo nè, vừa ngắm cảnh biển, vừa ngắm đường xá thì thiệt là bá cháy luôn đó. Không gian ở đây nó rất là thoáng. Ở đây là bán cà phê với lại thức ăn nhanh. Đây là cũng có sảnh của khách sạn luôn, nhưng mà cái đây giống như là bán ở dưới đây là người nào vô ăn cũng được á, đúng không? Đây bán kem, mở thấy ai bán hết. Chắc chị này chưa bán kem. Ở đây quầy nước. Đây là quầy nước đó nè. Ở gần quầy tiếp tân có một cầu thang bộ hình xoắn ốc. Thì cầu thang này dẫn đến hội trường. Và hôm nay hội trường này được thuê để họp. Và phía bên kia là cái khu vực ăn uống dành riêng cho những người mà họp ở trong hội trường đó. Sau khi tham quan một vòng xong á, là tụi mình bắt đầu bị đói đói rồi đó. Nên tụi mình di chuyển lên nhà hàng để ăn buffet sáng. Ủa tứ xào
Anh ăn không? Có tay đúc lò nhìn nó ngán nhờ, xúc xích gà và heo, khoai tây nghiền, thịt ba rọi xông khói. Đang không đây là rau củ đúc lò. Anh ăn thịt nguội không? Phô mai, bánh mì. Nãy